Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đang chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 8, tại họp báo thường kỳ chính phủ, phóng viên đã đặt câu hỏi về diễn biến điều tra một số vụ án liên quan tới công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cổ phần quốc cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Như Loan. Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó tránh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về các tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vừa qua, ngày 18 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Retro Harvest Final. Đặng Phước Dừa, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, những đối tượng trên đã ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ tập đoàn Cao su Việt Nam không thông qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật để bán cho công ty cổ phần bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Công ty cổ phần quốc cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm tổng giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ở khu vực phía Nam. Đây là một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng cũng có nhiều lùm xùm tai tiếng, một thời gắn với cái tên ông Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La, con trai của bà Loan, và cũng từng trong ban lãnh đạo doanh nghiệp trước khi rút ra khỏi quốc cường Gia Lai và kinh doanh riêng. Quốc cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan gần đây, sau khi bị tòa tuyên phải trả 2.883 tỷ đồng trong vụ bà Trương Mỹ Lan và mới nhất là sự vắng mắt của bà Nguyễn Thị Như Loan vì sức khỏe, dẫn đến việc tổ chức bất thành Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Quốc cường Gia Lai vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Hàng loạt dự án tài tiếng Sáng ngày 19 tháng 7, Bộ Công an khám xét nhà của Tổng Giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 3939B bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, rộng hơn 6.000 m2 có nguồn gốc thuộc sở hữu của nhà nước. Về nguồn gốc, khu đất 3939B bến Vân Đồn là đất thuộc sở hữu nhà nước, được giao cho công ty Cao su Đồng Nai và công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Đây là hai doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tháng 12 năm 2009, hai doanh nghiệp cao su nói trên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín, có trụ sở tại số 3939B bến Vân Đồn với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định thu hồi và giao khu đất 3939B bến Vân Đồn cho Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng dự án theo quy định. Sau khi được giao khu đất 3939B bến Vân Đồn, Phú Việt Tín không những không triển khai dự án mà cơ cấu các bên góp vốn liên tục thay đổi. Đến năm 2014, có sự xuất hiện của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Trong thương vụ này, Quốc Cường Gia Lai đã bỏ ra 465 tỷ đồng để mua vốn của Phú Việt Tín, sau đó bán cho hai pháp nhân và một cá nhân, thu lợi nhuận 382 tỷ đồng. Cuối tháng 3 năm 2017, Phú Việt Tín sáp nhập vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên. Quá trình thanh tra dự án trên khu đất 3939B Bến Vân Đồn, quận 4, thanh tra chính phủ xác định Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm nghị định tháng 12 năm 2009 của chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định công ty Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án tại số 3939B Bến Vân Đồn không qua đấu giá là thực hiện không đúng luật đất đai năm 2003 và thông tư tháng 3 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khu đất 3939B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tay quốc cường Gia Lai sau thương vụ mua bán góp vốn khá lòng vòng, trước khi bán lại cho bên khác. Nay là dự án The Chesso thuộc tập đoàn Novaland. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng dính lùm xùm với hai dự án Phước Kiển. Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã kiến nghị kê biên 16 quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử tuyên án buộc Quốc Cường Gia Lai phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.282,8 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Hồi đầu năm 2022, Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị xem xét trách nhiệm liên quan tới vụ chuyển nhượng 32 hecta đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trước đó tháng 10 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng trả hồ sơ đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của công ty Tân Thuận tại thời điểm công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại dự án khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5 năm 2018. Trong thập kỷ qua, công ty quốc cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Mẹ ông Cường Đô La không chỉ dính lùm xùm liên quan tới hai dự án phước kiển, mà còn nhiều tai tiếng liên quan đến việc công bố thông tin sai lệch và những vụ kiện tụng của khách hàng mua căn hộ trong các dự án của doanh nghiệp này. Hồi cuối năm 2016, công ty cổ phần đầu tư Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai đã ký biên bản ghi nhớ về việc Quốc cường gia lai sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu của quốc cường gia lai trong một công ty sẽ thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án phước kiển cho tập đoàn sunny. Vụ hợp tác với sunny island sau đó trục chặt và dẫn tới kiện tụng kéo dài. Gần hơn nữa là vụ mua bán đất vàng giá bèo tại dự án phước kiển 32 hecta. Vụ việc khiến dàn lãnh đạo công ty tân thuận thuộc văn phòng thành ủy thành phố hồ chí minh bị kỷ luật sau khi bán đất rẻ cho quốc cường gia lai. Tân Thuận đã bán chỉ định hơn 30 hecta đất đã đền bù tại khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ 1,29 triệu đồng một mét vuông. Nhiều năm thua lỗ, cổ phiếu lên xuống thất thường. Quốc Cường Gia Lai với mã cổ phiếu QCG là một cổ phiếu biến động rất mạnh trong nhiều năm qua, tăng giảm nhiều lúc lên tới năm tới 7 lần. Trong hơn một thập kỷ, Quốc Cường Gia Lai liên tục dính lùm xùm tai tiếng từ những dự án liên quan tới đất công, việc chậm giải phóng mặt bằng, dự án bị khách hàng kiện tụng cho tới việc ít trả cổ tức, cổ phiếu thất thường. QCG ghi nhận những đợt tăng giảm với biên độ rộng hiếm có trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai tăng vọt từ hơn 3.000 đồng một cổ phiếu giá điều chỉnh lên mức hơn 24.000 đồng một cổ phiếu, rồi sau đó lao dốc về mức 4.500 đồng hồi tháng 10 năm 2018. Từ mức khoảng 6.000 đồng một cổ phiếu hồi tháng 7 năm 2021, vọt lên mức 21.600 đồng một cổ phiếu vào giữa tháng 12 năm 2022. Kể từ năm 2010 tới nay, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã có hai lần tăng vọt lên khoảng 25.000 đến 30.000 đồng một cổ phiếu giá điều chỉnh và cũng có ba lần xuống quanh ngưỡng 5.000 đồng một cổ phiếu. Trong phiên giao dịch sáng 19 tháng 7, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm sàn 7%, xuống còn 9.070 đồng một cổ phiếu dư bán sản tới cuối giờ sáng lên tới hơn 2,7 triệu đơn vị. Trước đó, cổ phiếu này có nhiều phiên giảm sàn và gần sàn. Hồi tháng 8 năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan đã thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch, chỉ còn làm tổng giám đốc sau khi con trai là ông Nguyễn Quốc Cường rời Quốc Cường Gia Lai và phát triển các dự án riêng. Trước đó tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường đã rút khỏi tất cả các vị trí tại Quốc Cường Gia Lai. Mặc dù bà Loan không còn làm chủ tịch và con trai đã rút khỏi công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, nhưng bà Loan còn nắm giữ khoảng 55% cổ phần tại Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan hiện đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 102 cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai, tương đương 37,05% vốn tại doanh nghiệp. Con gái bà Loan, Nguyễn Ngọc Huyền My, đang nắm giữ gần 39,4 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tương đương 14,32% em gái bà Loan là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nắm giữ gần 9,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,52%. Ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, nắm giữ 537.500 cổ phiếu tại Quốc Cường Gia Lai, tương đương 0,2%. Người thay bà Nguyễn Thị Như Loan nắm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Lại Thế Hà. Ông Hà được biết đến là một cổ đông lâu năm gắn bó với quốc cường Gia Lai từ khi quốc cường Gia Lai mới chỉ là một xí nghiệp tư nhân ở Gia Lai. Trong nhiều năm qua, Quốc cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận hàng năm ở mức thấp, nhiều khi thua lỗ, dòng tiền âm liên tục lùng xùm kiện cáo. Trong nhiều năm, Quốc cường Gia Lai nhiều lần vay hàng trăm tỷ đồng tiền của cá nhân lãnh đạo như Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lại Thế Hà. Trong khi Quốc cường Gia Lai chìm ngập giữa khó khăn, kinh doanh bết bát, oan mình trả nợ, có nhiều khoảng thời gian, ông Cường Đô La lại nổi đình đám với hot girl và siêu xe. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại